nằm bên bờ sông Mã, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa. Xưa kia có tên là làng Kênh Thủy, hay còn gọi là Bản Thủy. So với những ngôi làng khác trong cả nước, làng Kênh Thủy đặc biệt hơn cả bởi hiện nay vẫn còn tồn tại tiếng nói đặc trưng riêng không lẫn vào đâu được. Nếu như có dịp tới chơi ở làng Kênh Thủy, bạn sẽ không thể nào nghe được cuộc đối thoại của người dân trong làng với nhau. Không chỉ nói nhanh như chim hót, thêm dấu sắc vào đa phần các từ, người Kênh Thủy còn quy định một số vật dụng như cây cối, con vật đều có tên gọi riêng chỉ dân trong làng mới hiểu. Ví dụ, tóc gọi là tắc, mũi gọi là mún, răng gọi là nanh, lưỡi gọi là lãn, chân gọi là trò, vung nồi gọi là bằng son, nia gọi là nâm cấm, gầu múc nước giếng gọi là đài mốc nát, gầu tát nước gọi là bắn tát nát, gáo múc nước gọi là chuộc, giường gọi là chằng, bàn thờ tổ tiên gọi là chằng cao, con nhện gọi là con rạch, con chuồn chuồn gọi là bà bị, con mèo gọi là mẽo, châu chấu gọi là chào chậu, con rết gọi là con tít, con thạch sùng gọi là con mốt, hạt tấm gọi là mắn, rơm gọi là bui, môi người gọi là mui, vợ chồng gọi là cây nhông. Te ơi dặn đi cầm chiêng nát qua màu rầy, mượn đôi chằng còng đôi trành, ra chiêng ma lên đồng cao cho thầy cha. Dịch là bé ơi dậy đi cầm đòn gánh qua nhà bà dì, mượn đôi quang cùng đôi rành, ra gánh mạ lên đồng chỗ cao cho bố nhé. Người dân làng Kênh Thủy không biết ngôn ngữ đó có từ bao giờ, chỉ biết rằng đó là thứ tiếng mà từ khi lọt lòng đã nghe, được học và được nói. Chính vì thế, họ thường răn dạy những thế hệ đi sau, dù làm ăn sinh sống ở đâu, cũng không được quên ngôn ngữ mẹ đẻ của quê hương mình.